Là tiếp tục trouble cho thành viên của đảng Dân Chủ vì một số công ty đã bắt đầu bỏ cái lá phiếu của họ bằng chân. Tyson Food đã là một doanh nghiệp lớn mới nhất đã rời khỏi thành phố Chicago vì lời sống vì làn sóng tội phạm. Ê trời đất ơi, thành phố lộng gió. Chicago được mang tên là thành phố lộng gió. Từ từ, những công ty này làm ơn nha, mấy ông qua đảng cộng hòa thì làm ơn hay giữ gìn những cái vùng đất sạch sẽ của đảng cộng hòa nha, đừng qua hấp diêm bên đảng cộng hòa này bầu những thành phố giống như đảng dân chủ. Tyson Food, một tập đoàn lớn nhất tháo chạy khỏi Chicago, giống như Boeing Caterpillar, do tỷ lệ tội phạm mất kiểm soát dưới thời của thị trưởng đảng dân chủ bà Lori Lightfoot, mà tôi gọi rằng là hoa hậu của tiểu bang Michigan, Chicago. Chicago phải đối mặt với một số cuộc di dời doanh nghiệp trong những tháng gần đây, trong bối cảnh làn sóng tội phạm chưa từng có của thành phố đã diễn ra gần được 3 năm. Các vụ xả súng, cướp giật, các hành thức bạo lực khác đã tăng vọt mức chưa từng thấy trong nhiều thập niên, sau khi bà Lightfoot trở thành thị trưởng vào năm 2019. Tội phạm gia tăng ở mọi danh mục trên khắp Chicago, một thực tế mà doanh nghiệp địa phương đang cân nhắc nhìn lại tương lai. Tyson, công ty mẹ của sản phẩm Jimmy Dean và Ballpark, sử dụng 137.000 nhân viên trên toàn cái thế giới. Công ty này đóng gói thịt, thông qua thông báo rằng họ sẽ chuyển 1.000 nhân viên từ 3 cái địa điểm khu vực Chicago và South Dakota đến trụ sở chính của họ là Springdale, Arkansas vào năm tới. Trong hai số văn phòng của công ty nằm ở trung tâm Chicago và Downers Grove, một vùng ngoại ô gần đó. Giám đốc điều hành của Tyson đó là ông Donny King đã đưa ra một thông báo trên cái báo chí nêu chi tiết vào ngày 5 tháng 10. Ông Donny nói, việc gắn kết các thành viên tài năng trong nhóm và các doanh nghiệp của chúng tôi lại với nhau dưới một mái nhà mở ra một cơ hội để chia sẻ những quan điểm ý tưởng. Đương nhiên, lúc nào những công ty đi họ cũng nói như vậy. Nhưng mà trên thực tế cái lý do chính mà họ dời điểm là họ bỏ cái lá phiếu bằng chân. Họ cảm thấy cái business của họ trở nên không an toàn với những cái thành phố của đảng Dân Chủ. Trong đó Chicago là thực tế. Và trong đó bà thị trưởng Hoa Hậu, bà Lightfoot là kẻ cầm đầu của sự tai hại tại thành phố Chicago. Đó là câu chuyện của The USKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.